Thưa quý vị, nhân dịp đại lễ khai sáng Đạo Phật giáo Hòa Hảo năm 2023, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gửi thư chúc mừng Ban trị sự Trung ương, các vị chức Việt và toàn thể đồng bào Đạo Phật giáo Hòa Hảo. Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến gửi tới Ban trị sự Trung ương, các vị chức Việt và toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc đồng bào đón mừng đại lễ khai đạo tràn ngập niềm vui, hạnh phúc, tu hành tinh tấn và đoàn kết. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn những đóng góp tích cực của Giáo hội và đồng bào Phật giáo Hòa Hảo trong thời gian qua, đã gắn bó đồng hành cùng dân tộc với đường hướng sống tốt đời đẹp đạo, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hưởng ứng và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các hoạt động xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đặc biệt, đồng bào Phật giáo Hòa Hảo đã chung sức, đồng lòng cùng nhân dân cả nước chủ động, tích cực tham gia phòng chống dịch COVID-19 bằng nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể ở các cộng đồng và cơ sở tôn giáo, góp phần hiệu quả kiểm soát, ngăn chặn sự lây lan, đẩy lùi dịch bệnh, cũng như phục hồi, phát triển kinh tế xã hội của đất nước và các địa phương. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong rằng trong thời gian tới, Giáo hội cùng các vị chức Việt, đồng bào tín đồ Phật giáo Hòa Hảo sẽ luôn đoàn kết, tiếp tục góp sức cùng Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh hạnh phúc, đồng thời chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Phật giáo Hòa Hảo cấp cơ sở và cấp toàn đạo nhiệm kỳ 2024-2029. Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trương Hoàng Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và tổ chức tôn giáo thăm chúc mừng Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Tại buổi đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe các vị chức sắc và toàn thể bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đón đại lễ kỷ niệm 84 năm ngày Đức Huỳnh Giáo chủ khai sáng Đạo Phật giáo Hòa Hảo vui tươi, an lành và hạnh phúc. Qua đó mong muốn Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cùng toàn thể bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tiếp tục phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo sống tốt đời, đẹp đạo, tích cực tham gia các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, công tác an sinh xã hội ở địa phương, đặc biệt đồng hành cùng các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội địa phương.